thì đã trễ, nhưng Aphrodite đã có một tình huống biến về là hơi non. Và Zeki phát hiện ra được Aphrodite ở trong cái bụi này, ngay lập tức hộ thể và đã sống âm vào người Aphrodite. Aphrodite trả lại một cú phong bội thường, sau đó đã phải bùng trụ à? Như đây là băng trụ đến từ vị trí của Nod, thậm chí Maru cũng đã tốc biến theo. Mất dành cho phía Quadrophix, thậm chí là hai mạng hai cục ở đây, cả Mai cũng đã phải đi theo người đồng đội của mình. Quá tuyệt vời. Và dàn xếp có lính nhường cho cái đường dựa của mình, vì đường dựa anh ta trước đó đi về rồi, quay lại kiệt sức ở đây, được sử dụng bay lên tấn công một phía bên kia. Tatsuki cùng với đồng đội của mình, pha này chắc chắn sẽ phải nằm vượt qua tới một, nhưng không sao cả, đã có cho mình dấu ấn tử thần của Zeal và có thêm một biệt hạ gục dành cho chàng trai chơi Z vị trí đường giữa Kenovic. Trong khi đó thì Kha đang bị tấn công, anh ta sẽ nằm chắc chắn, không có bất kỳ cách nào để anh ta chạy được cả. 6 của bản thi đấu mà thôi, và đây là hai mục tiêu lớn. Bên phía của UAC là mục tiêu sắp vào rồng. Trong khi đó thì Quadrophix sau khi ăn được sứ giả cây nước, họ cũng đang muốn can thiệp vào rồng. Nốt đang đi đầu, đôi cánh chí trần không tốn được quá nhiều máu. Từ hình UAC đang bao bọc cho nhau đuổi về, nhưng King Durant quá hay cũng chế là được ba người, nhưng Nốt kẹt hơi sâu, anh ta hơi đơn độc. Zeki lao vào cũng là hơi đơn độc, Zeki bị dòng thương mà ta lên vài đêm số. Maru đến, Maru đang quậy như ta bốn thành viên của bên phía đối thủ, và bây giờ ta phải lùi ra. UAC sẽ có thể kéo hẳn con rồng ra luôn. Bây giờ thì Nốt đang bắt đầu tiến vào, và Zeki bật lên mấy cái này có thể quét mắt. Sau đó là một cú đàn buộc hay, nó đang lao vào King Durant rất tốt, và giao tranh được nổ ra, bán nguyên tư được bắn vào vị trí qua một đài, đội long cước được trở về, chúng rất nhiều người và đang buộc được bắn vào trong ấp hẹp. Zeki đang càng lên, Zeki hạ gục được Aphrodite rồi, khác đang phải phóng mỏ neo để có thể đu đi. Tổng hợp chính xác, Zeki tiếp tục có được một pha double kill ở trong pha thi đấu này, và đang tìm kiếm những thành viên còn lại của UAC. Maru tìm thấy Mai, và Mai ăn một nhiều ở nửa dưới bản đồ, và họ đang đánh ở nửa trên. Aphrodite chắc bụi với phong đội thương của mình, và Zeki đã bắt đầu ao ra, đã người được Chris và Chris lên bảng điểm số. Bên kia Aphrodite cũng bị giống sát thương, và anh ta cũng đang phải đi theo. Nhưng bên này thì Mai tiếp tục là người tiếp theo bị Quadrophix nhắm đến. Đội hình của UAC bị xé lẻ trong pha thi đấu này. Tatsuki hàng 7 chưa kịp làm bất kỳ một điều gì cả. Đến khu vực trên, những người khác thì chờ đội hình của Quadrophix đứng chặn lính ở, đứng chặn đầu các thành viên bên phía kia ở trong rừng. Chỉ cần một tình huống anh sử dụng mình nhú người của mình lên thôi, nhú hai người lên thôi là họ đã bị bắt rồi. Khoan đã, 3.000 máu đến từ rồng, và xin lỗi các bạn, là sứ giả 1.200 máu, 800 máu họ đánh người trước khi đánh ba rồi. Và các dòng theo một cái cung bất kỳ ai cả, và họ sẽ chấm dứt trận đấu này ngay bây giờ. Đây là phút thứ 20 của bài thi đấu, và đây cũng sẽ là thời khắc mà Quadrophix chiến thắng. Hóa chó lên và bắt đầu quậy, gần như là không có cách nào để bạn giữ được cặp này cả. Nhưng đây là một tình huống đánh 4 người rất triệt để đến từ Quadrophix đem về địa phương đầu tiên của trận đấu dành cho họ. Tuy nhiên Tatsuki 217 ở trong trận đấu thi đấu vừa rồi ta cũng khá hay, ta sử dụng cái trăng mờ của mình, thứ nhất là gây sát thương được vào cả 4 người của Quadrophix, thứ hai là ta đã có thể giải quyết được gần xong đợt lính đó, chỉ chừa được một con xe ít máu mà thôi, và cái trụ đã làm nốt công việc còn lại của anh ta. Bây giờ Chris tiến ra đây để có thể phòng thủ, nhưng tiếp tục là pha băng trụ đến từ Quadrophix. Chris đang gặp nguy hiểm và ta có kiệt sức. Tôi quên mất cái tên cái món trang bị tôi chịu rồi. Nhưng khoan đã, đây là một đánh nhau, và đó là pha lăn buộc tốc biến theo một chiều góc chữ L rất đẹp của Ragam. Nhưng sau đó thì sao, một lăn chiêu cuối tung ra vô cùng đẹp mắt đến từ Chris, tạo giác trong đội của mình lao lên tranh non. Phụ rất nhiều rồi, 0-3-0 là tỷ số KD của Tatsuki. Lúc này dành bàn hơi khó để có thể đi cánh của Z, giống như về ta làm được đi mid game đây. Và lao lên, quay tay chúng hai người ấn đồng hồ ngưng động, bế một người ngược trở lại không đủ nổ khá tốt, nhưng No là người được hất ngược về, và anh ta hóa chó nên anh ta bắt đầu đập tất cả hai người trước mặt luôn. Anh ta thấy mọi chuyện một đội hình nữa, mình ta thấy càng đầu tức đang có cái gì đấy, bế một người đi à. Mai vừa mới tính vừa làm một cái gì đó với Arabat, nhưng không làm được gì cả. Đã một chiêu cuối rồi để cứu đồng đội của Kha. Ngay lập tức là Zeki lao lên, một chiêu cuối của mình xoáy liên tục hai lần, và hàng sau của mình trên xuống tất cả mình chả ai còn sống nổi cả. Hàng trước ta thì mình đang cố gắng vùng vẫy không được quá lâu. Double kill dành cho trận đấu này luôn. Có vẻ các tuyển thủ đến từ Nhật Bản thì chúng ta hơi quẩn trí trong vài thi đấu này rồi. Mai ta mở giao tranh, nhưng mà mở giao tranh không hề có mục đích. Và bây giờ thì cánh